hai con này đang húc nhau. Ui, trông rất là kinh. Hai bạn tên là gì nhỉ? Cũng chỉ là thằng gái thôi mà. Linh Dương. Ờ đúng rồi, chỉ chết vì gái. Thế có phải là vì con này không? Chính nó đấy. Ồ, trời ơi, tại sao con này nó lại đứng yên để cho hai con này đánh nhau vậy? Nó là gái, nó không kìa. Ờ. Ui, trời ơi, đánh nhau lâu vậy. Úi trời. Con kia cứ đứng nhìn kìa. Thế thôi rồi. Ui, lại đánh nhau tiếp. Làm sao để phân biệt đâu là con gái đâu là con đực? Con nào sừng dài hơn cái. À, sừng dài hơn là con đực. Nó sừng dài hơn con đực. Xong lại còn con này nữa. Đang nhìn này. Đấy. Đi rồi. Trời. Trời ơi. Ủa, cá to ghê. Húc đi gãy sừng ông xuống lượng. Ui. Cuộc chiến bao giờ mới kết thúc ta? Con kia gãy sừng rồi kìa, con này gãy sừng rồi. Nó giành